Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về cái các cái chi tiết món đơn trong một cái khu nhà kho. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập gạch về nhà bới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Thì hiện tại là anh em ta đang chuẩn bị cái công tác đổ bê tông mà đợt 2 trong các cái tổ hợp mắm. Thì nguyên cái mặt bằng này thì anh em ta chia ra làm hai. Cái phần phía sau á, phần mà công nhân người ta đang xây cốt pha đà kiền này, xe cuốc thì đang chuẩn bị lấp đất hố móng á, là người ta đổ trong cái đợt một, trong cái giai đoạn một á. Còn cái giai đoạn hai á, chuẩn bị đổ bê tông là các cái móng này đó. Anh em ta đã hoàn thiện công tác cốt pha và cốt thép, xe bê tông mới chuẩn bị tới. Thì vào cái bản vẽ một chút. Khi đây bản vẽ móng thì có hai cái không gian, cái khu vực mà anh em ta hoành cái mực xanh đây đó, gồm 4 trục, từ trục 5 đến trục 8 là đã đổ bê tông rồi. Cái khu vực mà từ trục 1 cho đến trục 4, anh em nó hoành mực đỏ này là chuẩn bị đổ bê tông. Cái nhà kho này đó có chiều dài là 42 mét, chiều rộng là 21,5 mét, đang là khoảng gần 900 mét vuông. Rồi bây giờ chúng ta đi ra ngoài công trình một chút. Thì đây là cái chi tiết của một cái móng đơn mà anh em đã hoàn thành cái lắp đặt cốt thép cũng như là cốt pha. Đó là cái đáy móng á, cốt thép đáy móng. Còn đây là cốt thép của cột. Và tất cả các cái móng khác cũng tương tự như vậy. Cái sợi dây này là anh em ta đang dùng để người ta căn chỉnh cái độ thẳng hàng của cái hàng cục pin. Nó thấy bốn cái trục phía sau từ cái vị trí này ra sau đó là đã hoàn thành công tác đổ bê tông. Đó, anh em người ta đang xây cái cốt pha đà kiền chạy xung quanh. Các vị trí này thì ta đã lắp đặt. Còn từ phía đây trở về trước á, là chuẩn bị hoàn thành cốt pha và đổ bê tông. Đây cũng là một cái móng tương tự như vậy. Bốn hàng móng, cái biên đó là một hàng này, một dãy á, chỗ này là một dãy này.
Bên đây là một dãy và cái biển bên kia là một dãy nữa, là bốn dãy. Cái nhà kho này thì người ta xây dựng là móng là bê tông cốt thép, đà dằn đà kiềng dưới mặt đất là bê tông cốt thép, từ mặt nền trở lên nó là cột thép và có hai tầng, tầng trệt là tầng một và tầng hai là tầng lầu, thì người ta sẽ làm kết cấu sàn tiền chế, tức là sợi gồ tôn sẵn đét đổ bê tông và làm một sàn, làm cái kho. Kèo sắt mấy tôn. Vài bữa nữa nó sẽ xong thì chúng tôi sẽ làm cái video khác để mà giới thiệu đến quý vị. Đây là toàn cảnh cái quá trình anh em người ta đang thi công. Bây giờ chúng ta quay thử một cái móng đơn mà đã đổ bê tông xong và anh em đã tháo cái pha. Đây là cái móng đơn anh em đã hoàn thiện phần tháo cốt pha và chuẩn bị lắp đất hố móng, cũng đã hoàn thành cái bê tông của cột luôn rồi. Cái đoạn phía sau này là anh em đã đang xây cái vừa là cái tường chắn đất, vừa là cái cốt pha đặc kiệt. Thì trong cái nhà kho thì dọc theo biên á, người ta sẽ thi công cái đặc kiệt bằng bê tông cốt thép. Thì đây là anh em đã đang xây cái đặc kiệt. Xây xong cái cốt pha này thì người ta sẽ lắp đặt cốt thép và tiến hành đổ bê tông đặc kiệt. Cái phần cốt pha gạch này thì chúng ta cũng có thể thay bằng cái cốt pha định hình khác, như là cốt pha tôn, cốt pha ván hoặc là cốt pha nhựa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này.